Hôm nay là ngày 16 tháng 3 2021 thì đầu năm mình quay cái video giao hàng dụng cụ quay chậu. Thì trước Tết là do ít gửi, số anh chị mình đặt hàng thì do bên shop nó nghỉ Tết và cái người ship hàng cũng nghỉ Tết, cho nên là năm nay mình bán lại cũng qua Covid. Thì thông báo anh chị mình là chuẩn bị tạo một cái YouTube mới lấy tên là dụng cụ quay chậu, thì mình sẽ gửi cái phần bình luận và mô tả ở trong cái đường link cái kênh mới của mình. Hôm nay khoảng 20 tên 20 đơn hàng anh chị mình về dụng cụ quay chậu. Thì đây đây là một người nè, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 và phía trước chưa đóng gói nữa, 13 ha. Dụng cụ quay miệng thì có cái kìm bấm ha. Dụng cụ miệng gồm một cái lựa cái kìm bấm nè, một cái lưỡi, một cái tụ và một cái cần. Đó là giá 400.000. Anh chị mình lấy kìm bóng thì cầm vô 50.000, còn mà không lấy kìm bấm thì từ ra 50.000. Thì tùy, thì khi mình tư vấn thì anh chị mình nói lấy kìm bấm hay là không lấy kìm bấm để mình biết. Đó. Rồi số đây là cũng đang giao cho người ta, mỗi một đơn hàng đều có một cái danh thiếp. Danh thiếp bên em và địa chỉ. Đó. Anh chị mình thấy không? Hôm nay là khoảng 20 đơn hàng ha. Và đơn hàng này cũng chuẩn bị gửi cho khách luôn. Đây. Lục giác, bát giác, chữ nhật, hộp sọ, oval. Dụng cụ quay chậu bên em thì anh chị mình coi cái phần mô tả dưới phần bình luận giúp em nha. Nó có cái mẫu ha, cái mẫu khác, cái kích thước khác. Cái số anh chị mình hiểu lầm ở giữa là cái mẫu và cái kích thước. Ví dụ như kích thước mai vàng 50, 60 khác đây bên em. Bên em vừa vừa hàng vừa về và sắp xếp đâu đó ha. 1 mét đây, 1 mét anh chị mình thấy không, 1 mét là phải hàng luôn cái sắt này để chi, để nó tạo lực là phải cứng. Anh chị mình mua là cái nào xài cái nấy nha, đừng có suy nghĩ mà tăng đưa ha. Cái đôn thì tăng đưa được, tăng đôn nhỏ thì tăng đưa được 2, mà lớn thì tăng đưa được 3. Đó thì anh chị mình coi video bên em mà coi cái phần mô tả hướng dẫn chi tiết của cái chậu mà anh chị mình thích, cái chậu mà anh chị mình thích ha. Hôm nay cũng có làm số quay chậu lẻ, tức là 6 rưỡi 4 rưỡi 4 rưỡi, đây 4 rưỡi rồi 5 rưỡi 6 rưỡi. Thì thường thường mấy cái rưỡi này người ta ít mua lắm, đa số người ta xài 2 2 3 4 5 6 7 8 9 mét, mét 2, mét 4, mét rưỡi, mét 6. Thì này đôn của chậu quế nè, mấy cái mẫu này cũng bán chậm luôn, đặc biệt là mẫu mai vàng thì anh chị mình thích nhất, lý do là thông dụng. Rồi anh chị mình mua lục giác, bát giác hay là mẫu gì đó thì coi cái video. Và anh chị mình lưu ý là chất lượng ha, chất lượng là trên hết, giá mới tới giá cả nha, tiền nào của nấy ha. Ví dụ như giờ cái mẫu cái cần này, cần bonsai với tá bằng gác chân thì bên em bán 100.000. Thì anh chị mình mua bên em đồ bên em và nên mua cái cần, còn nếu không mua cần thì em không bán cái lưỡi nha, tại vì nó theo bộ, nó ăn ăn gặp. Anh chị mình mua một cái thôi, còn từ cái thứ hai trở đi anh chị mình có cái mẫu này anh chị mình tự làm cũng được, yêu cầu phải mua ít nhất một cái ha, chứ mua cái lưỡi không mà không mua cần thì bên em sẽ không bán, ở chỗ là gắn cái lưỡi khác vô nó không ăn khớp.
Và lần thiên anh chị mình mua đôn, mua chậu ở đâu thì mua đôn ở đó. Để tính số hôm nay anh chị mình có chỗ mua cái chậu chỗ khác và mua đôn bên đây thì mình tư vấn. Cái đôn 4 năm thì nó sẽ khớp với cái chậu 5, chậu 4. Anh chị mình mua bên em thì nên mua đôn bên em. Chứ mua đôn, mua chậu của người ta, mua đôn bên đây thì nhiều khi kích thước nó sai nó khác. Và bên đây tính cái chậu lọt lòng. Ví dụ chậu 50 là lọt lòng của cái chậu 50 ha. Còn anh chị mình kéo phu bì là hơn 50. Anh chị mình lưu ý nha, bên đây là tính lọt lòng, sắt dày 3 ly. Rồi. Nhớ sau này mình tạo thêm một cái kênh nữa, anh chị mình bấm đăng ký để theo dõi bên em. Mình có cung cấp cây giống và số bonsai, bán theo mã số ha. Đây. Đó. Thì sau này mình sẽ làm một cái kênh khác để bán dụng cụ quay chậu và cây cảnh. Thì cũng số điện thoại này luôn. Đó. Cây hiện giờ là trời nắng rất là sung ha. Cây rất là sung, xanh tốt luôn, linh sam siêu bông này. Đây là mẫu tái bần các chân ha, mẫu tái bần các chân thì anh chị mình xài từ 20 trở lại là trước mặt anh chị là từ 20 trở lại là rất là có duyên, thông dụng luôn. Mình thấy toàn là nếu mà cây cây thực là bên em đều xài mẫu chậu tái bần các chân. Còn mẫu bonsai, đây là một cái chậu bonsai thì cái chậu này là lọt lòng 50. Thì bên em có quay cái video mẫu bonsai nó có khía nè. Anh chị mình lấy ý cái mẫu. Hồi nãy mình có tư vấn một chú chưa có biết là mẫu với kích thước. Ví dụ như cái mẫu bonsai là 50 như vậy, còn mẫu mai vàng 50 nó khác. Mẫu tái bần 50 nó khác. Đây là mẫu mai vàng là thường người ta xài chậu nuôi ha. Mẫu mai vàng 80 để mình cho anh chị mình coi cái chậu 80. Đây hai cái chậu 80 đó. Phía trước cái tay của Vũ là hai cái chậu này 80 lọt lòng. Đây là mẫu mai vàng 80. Ha. Đó, mẫu cái chậu đỏ đỏ là cũng mẫu mai vàng luôn. Thì gia đình mình mua thì nhớ cái tên mẫu và kích thước thì mình tư vấn sau để tiện cho anh chị mình nhận hàng. Đây mẫu bonsai rất là dễ thương, mẫu này mẫu tái bần nha anh chị mình, còn mẫu bonsai khác ha. Nó bên em đang đóng hàng, đang đóng hàng, đang chuẩn bị gửi khoảng 20 khách hàng đang đặt, đóng từ sáng tới giờ luôn, 20 khách hàng này. Đang đóng hàng quấn băng keo lại thì gia đình mình mua thì lưu ý. Rất là nhiều.